Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đến thăm chúc Tết Cục 11 Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng và Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Tại Cục 11, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh gửi lời chúc mừng cán bộ chiến sĩ đơn vị năm mới mạnh khỏe, đạt nhiều thắng lợi mới trong năm 2022. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá cao và cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ giữa Cục 11 và thành phố trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố. Mong muốn mối quan hệ đó ngày càng được củng cố, gắn bó, thắt chặt hơn nữa và tin tưởng đơn vị sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2022. Đến thăm chúc Tết cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá cao nỗ lực của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khối lượng rác thải y tế nguy hại phát sinh rất nhiều. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chúc cán bộ nhân viên công ty năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trước mắt tập trung việc thu gom rác, đảm bảo mỹ quan đô thị trong dịp Tết Nguyên đán này.